ăn cơm nghe. Mở cửa, mở cửa mau, mở cửa mau đi, hãy mở cửa mau đi, mở cửa mau đi. À vậy, sư huynh. Sư huynh à, tại sao lại như vậy? Sư phụ đã qua đời rồi. Sư phụ qua đời rồi? Trước khi qua đời, sư phụ có căn dặn lên bài trưởng môn Thiền Long và cây đờn này trao cho sư đệ. Sư phụ không muốn người trong võ lâm giành giật lẫn nhau. Đừng nói nhiều nữa, hãy mau mang cây đờn này đi đi, họ đã theo dõi tới đây. Chạy mau đi. Sư huynh à, nghe đệ nói đi. Đệ rút lui giang hồ đã 5-6 năm rồi, không muốn sống cuộc sống giang hồ nữa đâu. Cây đàn này đệ không thể nhận đâu. Sư đệ, ở trong tất cả các sư huynh đệ, vì võ công chưa đủ thâm hậu cho nên không ai đợt được cây đợt này. Hoàn toàn không đủ tư cách, không đủ năng lực kế thừa ngôi vị trưởng môn. Còn nữa, tên phản đồ của Thiên Long phái là Đông Phương Bạch đã tham gia vào việc dựng đợt. Lần này vì muốn tránh sự truy sát của người trong chốn giang hồ, Thiên Long phái chỉ còn lại 2 sư huynh đệ chúng ta. Nếu ngay cả đệ cũng không chịu bảo vệ lấy cây đờn này thì Thiên Long phái từ nay tàn danh trong chốn giang hồ. Tiểu Tuyết, đừng nghịch ngợm. Cha, con cũng muốn được làm võ lâm minh chủ. Sư đệ, hãy hứa với huynh đi. Sư huynh à, đừng có làm vậy mà. Lân à, huynh đức, hãy mau ra đây, ra đây, nếu không thì giết chết nha. Sư huynh à, ra bên này cho họ đi. Sư đệ, sư đệ phải hứa với ta, nếu không ta liều chết cho bọn chúng. Nè, sư huynh à, không thể mà, không được, huynh, ta phải liều chết cho bọn chúng. Sư huynh à, dù sao thì đâu, đừng ta khỏi nha. Ra đây, ra đây, họ đây, ra đây, sư huynh à, đừng, sư huynh. Quỳnh Đơn, đừng có giết người nữa mà. Anh ấy vì con cái mà trao cái đường cho bọn chúng đi. Mà lên, chạy mau. Em à, Tuyết à, cầm lấy cái đờn. Ờ. Đấy, Lân. Mẹ. Mẹ à, mẹ, mẹ à, cứu con với. Nhanh lên. Cha, con sợ quá đi. Sao được? Mẹ. Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết, con mau chạy đi. Con muốn theo cha. Bảo vệ Thiên Ma Cầm. Hãy trao Thiên Ma Cầm ra.
đuổi theo. Hãy trao ma cầm cho ta. Hãy đưa đây mau. Người đã cùng đường rồi. Đưa đây cho ta. Đừng có giết tôi. Hãy mau cho cầm ra. Đừng có ép buộc tôi. Đưa cho ta, nếu không ta giết ngươi. Đưa cho ta. Trao ma cầm đây. Tề Phước. Tiểu thư. Chuẩn bị xe. Biết rõ. Quý vị đồng nghiệp, nữ đằng không ta làm nghề bỏ tiêu đã 30 mấy năm rồi. Giống như câu sống trường giang, sống sau dùng sống trước. Ngày hôm nay tôi quyết định kiêm bồn tẩy thủ, cho nên mới mời quý vị tới đây để mà làm chứng. Lữ tổng chiều đầu, tại sao không thấy con trai của ông Lữ lần? Vì có việc quan trọng giờ đang trên đường về đây. Hãy theo ta về nhà mau. Chạy đi. Thực sự cảm ơn. Phạm nhân đó giờ ta bắt trước mà. Đúng lắm, Lữ Thiếu Hiệp. Lúc nãy Thiếu Hiệp bắt trước, nhưng bây giờ kể như là ta đã bắt được. Cảm ơn nhiều. Mấy tháng qua các người đã chơi cho ta bao nhiêu lần, làm gì lấy gì? Không, giống như Thiếu Hiệp thôi, muốn có tiền thưởng cao. Vậy là sai rồi. Ta không phải là ham tiền thưởng đâu. Ta ghét nhất là người ta cướp tiêu. Cha của ta kim buồn tẩy thủ vì mấy cái vụ cướp gần đây thôi. Kim bồn tẩy thủ. Để cho quý vị đợi lâu, thiệt là ngại quá. Lữ Quỳnh, chuyện quan trọng như vậy, Thiếu Hiệp nhất định sẽ về. Thôi đi, bây giờ đã tới giờ, bắt đầu đi. Chúc mừng Lữ Quỳnh kim bồn tẩy thủ. Đa tạ tất cả đồng nghiệp. Bắt đầu từ hôm nay, Phi Hổ Tiêu Cục sẽ do con trai lớn của tôi là Lữ Lân trưởng quản. Lữ Quỳnh à, Lữ Quỳnh biết quản Tiêu Hổ Tiêu Cục hậu tình hợp lý đó. Nhưng không thể nào đốn nhận danh dự thiên hạ đệ nhất tiêu cục được đâu. Phải rồi. Lữ Lân còn chưa đủ tư cách. Các vị, danh dự thiên hạ đệ nhất tiêu là do thực lực mang về được. Tôi cũng hy vọng Lữ Lân giống như ta đây có thể làm được. Điều đó gì để cho công bằng, ta sẽ gỡ bản này xuống trước. Đúng rồi. Cha của cha nè, Phi Hổ Tiêu Cục đã treo được bản này lên, các người muốn gỡ xuống là gỡ sao? Lần à, cha, bây giờ cha đã kim bồn tẩy thủ rồi, chuyện của tiêu cục giao cho con đi. Quý vị, các người xem thường Lữ Lân ta không đủ bản lĩnh treo cái bản này lên. Trong vòng 3 ngày, nếu mà ta không nhận được một mối lớn, đừng có nói là thiên hạ đệ nhất tiêu, cho dù Phi Hổ Tiêu Cục đi nữa, ta cũng hạ cơ. Qua nhà ngươi hôi miệng quá vậy? Ngươi mới hôi miệng, không chừng một lát nữa sẽ có người giao cho ta một mối lớn. Không lẽ ngay cả ông trời cũng không giúp ta sao? Biết bao nhiêu tiêu đầu ở chỗ này thật là may mắn. Chủ nhân của tôi nhờ áp tải tiêu, người nào có gan nhận thù lao 20.000 lượng. Cái gì? Dễ quá vậy? Nói nghe chơi. Tề Phước, khỏi cần nói cho bọn chúng biết. Chủ nhân của ta cho biết, nếu nói ra sợ các người không dám nhận đâu. Ủa, ta nhận, ta nhận, không nhận hết nào, ta nhận cho đi. Không có lấy một cái nào sẽ bị tổn thất, sẽ đền cỡ nào, ta nhận hết. Nè, có làm lộn không đó. Nè. Cha, con đã nhận được rồi. Dám nhìn với ta hả? Hả? Lục chỉ ấn. Lục chỉ ấn. Ở trong đó là cái gì trong đó vậy? Hả? Gì đó? Gì vậy? Thiên Ma Cầm.
Thiên Ma Cẩm. Thiên Ma Cẩm. Thiên Ma Cẩm. Biết ta giỏi không có dám giành với ta. Cha, con đã không làm cho cha thất vọng. Đầu của hoàng đế có thể nhận được, còn cái này tuyệt đối không thể nhận đâu. Sao vậy? Nhẹ thì quyết quan di tài, nặng thì ta cửa nát nhà. Làm gì mà dữ quá vậy? Quê, còn chưa cho biết là mang tới chỗ nào mà. Hãy mang tới Tô Châu cho ta, trao tận tay cho Hàng Tốn. Hàng Tốn còn phải điểm thương. Ban đêm triệu tập quý vị tới chỗ này là một chuyện rất quan trọng, muốn bàn với mọi người đây. Quỷ thánh bí mật như vậy, không biết có chuyện gì đã xảy ra. Ê, lão liệt quả, đừng có nóng nảy như vậy. Để Đông Phương Bạch và Hách Thanh qua tới cái đã. Khỏi cần chờ nữa. Nghe cha ta nói không ai nể mặt các người nữa đâu. Có gì thì nói, muốn định thì định. Ta không có thời gian. Cái gì? Miệng của người hơi sữa. Ở đây không phải là chỗ để người lên tiếng đâu. Không tôn ti trật tự. Nếu không có nể mặt Hàng Tốn và cha của người, thì người đâu tư cách ngồi đây? Người tưởng ta thích ngồi chung với mấy tên quỷ già các ngươi à? Ta nể mặt cha ta thôi, có phải không có quyền lên tiếng? Vậy xin hỏi người, có thể quyết định được hay không? Chưa biết nữa. Cái đó tùy xem đại sự gì. Nếu cần gì trở về báo cho ta biết. Tên tiểu tử kia thì không biết trời cao đất rộng. Nhà ngươi tưởng ngươi là cái gì? Ta nói cho ngươi biết, ở đây không chấp nhận nhà ngươi. Ngươi có thể về nói lại cha ngươi biết, không có chuyện của hắn nữa. Nói gì? Ngươi dám đuổi ta đi à? Nếu còn không đi, ta dặn cổ ngươi đó. Đi! Nè, các người nghe rõ rồi chứ? Chính hắn đã đuổi ta đi, chứ không phải là ta không nể mặt. Ta về nói cha ta biết. Bọn trẻ bây giờ càng ngày càng hết nói. Nè, Hắc Thanh Hoa và Đông Phương Bạch tại sao chưa thấy tới? Quỷ già, người tính sao đây hả? Hắc Thanh Hoa có thể khỏi chờ, còn Đông Phương Bạch không đợi là không được đâu. Cái gì? Chúng ta phải đợi Đông Phương Bạch, không lẽ hắn làm được việc sao? Lục Chỉ tiên sinh, một người thì kế ngắn, hai người thì kế dài mà. Các người chỉ cần nể mặt hắn thôi sao? 16 năm trước, theo ý của hắn đi đối phó với Lục Chỉ Huỳnh Đông, làm cho Thiên Ma Cầm được rồi lại mất. Bây giờ còn tin hắn nữa sao? Coi bộ các người tin hắn còn hơn là tin ta. Như vậy ta ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không lẽ phải nghe lời người sao? Người nào có lý thì nghe lời người đó. Tiếp tục như vậy chỉ làm nhục chí khí của ta. Lão quỷ, vậy mà cũng nhịn được. Ngươi nhịn được, tại sao ta nhịn không được? Phải rồi, Hàng Tốn có thể sai con tới Lục Phủ phủi tay ra đi. Những người khác có thể là không tới. Như vậy mà ngươi nhịn được thì là có phong độ đó ha. Năm xưa Lục Chỉ Huỳnh Đồng dùng Thiên Ma Cầm với thủ đoạn giết người tàn nhẫn, ta và ngươi đều có mắt để nhìn thấy. Gần đây có người giết chết quỷ cùng của ta, để lại cái dấu hiệu mà ngay cả ngươi nhìn thấy cũng phải giật mình. Dấu hiệu gì? Đó là Lục Chỉ Ấn. Lão quỷ, ngươi sợ rồi sao? Ta sợ? Ta sợ cái gì chứ? Ta chỉ sợ ngươi hôi miệng thôi. Lục Chỉ Huỳnh Đồng 16 năm trước đã bị chúng ta giết chết rồi. Như vậy Thiên Ma Cầm tại sao lại tái xuất giang hồ? Sự hung tàn của Thiên Long Bát Âm hôm nay có thể đối phó với quỷ cùng ta, thì ngày mai có thể sang bằng liệt quả cung của nhà ngươi. Bây giờ chỉ còn một cách, chúng ta một lần nữa hợp sức với nhau. Thứ nhất là có thể tự bảo vệ, thứ hai là có thể hoàn thành tâm nguyện đoạt cầm năm xưa. Đó mới là một cái kế thượng sách mà thôi. Ngươi thì Sư phụ ơi, cứu con với. Nha, ngừng tay. Đây là đệ tử của ta, còn không mau bái kiến quỷ thánh tiền bối. Liên quả cùng đệ tử Đàm Nguyệt Hoa ý kiến quỷ thánh lão tiền bối. Nguyệt Hoa, con lại giở trò gì nữa đây? Lão liệt quả, đệ tử của ngươi coi nguyệt cung của ta là chỗ nào đi hả? Không cần thông truyền một tiếng lại tự mình xông vào đây. Thiệt là có bản lãnh đó ha. Quá khen quá khen. Nè, người tới đây làm gì? Hey, nghe nói hôm nay lục đại môn phái tụ tập với nhau ở đây là một dịp 10 năm hiếm có. Đệ tử hôm nay chỉ là muốn mở mang kiến thức thôi. Tưởng là cao thủ tập trung, ai nấy khí thế bất phàm, anh tuấn tiêu xả. Nào ngờ gặp mặt không bằng nghe tên. Hả? Yêu nữ người nói cái gì? Nói cái gì mà không được macaron? Lão liệt quá, đệ tử của nhà ngươi quá điêu ngoa. Ê, một người bỏ đi, một người bỏ đi, một thao cát lạnh,
lạnh lạnh tanh tanh. Nếu biết trước như vậy, ta thà là mời quỷ thánh lão tiền bối tới quả cung của ta, đi một vòng ăn tô mì còn sướng hơn. Có phải vậy không? Sư phụ nói trước rồi, làm người phải khiêm tốn thành thật. Hãy mà có câu nào á thì nói câu đó. Đệ tử biết rồi. Nhưng mà quỷ thánh lão tiền bối đây không có tính toán gì với con đâu, vì đại nhân hữu lượng mà. Chứ hẳn là vậy đâu, còn mạnh núp nữa là khác. Ê, thôi đi, đừng có nói qua chuyện khác nữa. Chúng ta có nên bàn về chuyện hợp sức hay là không đây? Ê, đừng nói chuyện hợp sức với ta. Con người ai cũng có lòng tham, chuyện này các ngươi tự mình giải quyết đi. Lão liệt quả, nhà ngươi không nghĩ tới tình cũ sao? Ta và ngươi có tình cũ sao? Wow, sư phụ à, cái gì mà ghê gớm quá vậy? Cái gì vậy hả? Độc thủ La Sát Hát Thanh Hoa. Thiên ma cầm trùng hiện giang hồ có người đã trao thiên ma cầm cho Lữ Đằng Không, kêu hắn mang tới Tô Châu trao cho Hàng Tốn, và còn lên tiếng Đông Phương Bạch sẽ ra mặt nhận đần. Không ngờ hai tên quỷ gia của các ngươi còn có hứng ở đây để nói chuyện tâm tình như vậy. Đừng nói bậy bạ, con mụ già kia. Hát Thanh Hoa, lời người nói có phải thật không? Những bao nhiêu chuyện ở trên đời, ngoài cái lưỡi dài còn lỗ tai rộng nữa, thiệt giả không biết hay sao? Ngươi lão liệt quả, ta còn nghe một tin đồn, ngươi muốn đọc chiếm thiên ma cầm, sau đó diệt trừ chúng ta để trở thành Võ Lâm Minh Chúa. Có chuyện đó không? Ngươi nghĩ sao, con mụ kia? Nam nhân đại trượng phu không làm việc mờ ám, không lẽ nhà ngươi có gan làm lại không có gan nhận hay sao? Sư phụ, có thiệt vậy không? Hey, nếu thật thì không phải giả, nếu giả thì không phải thật. Ngươi giả thì ta giả, ngươi thật thì ta cũng thật luôn. Thật hay giả thì hỏi hắn đi. Thiên ma cầm, tại sao lại tái xuất giang hồ vậy? Thật ra là người nào nhờ hắn mang cái cầm đi? Là ai vậy? Thật ra hắn có âm mưu gì đi? Hey, những người có đầu óc đều nghĩ ra được mà. Người đó nhất định là kẻ thù của các ngươi. Người đó hiểu rõ được nhược điểm của mỗi một người. Nha, ai thì cũng muốn được thiên ma cầm mà. Chính vì vậy người đó sẽ lợi dụng Lữ Đằng Không để áp tải cây đờn, để dụ dỗ tất cả các người ra mà cướp cây đờn. Cho dù là Đông Phương Bạch có tính toán kỹ cách nào đi nữa, cũng muốn ra tay để mà cướp giật. Tới lúc đó hả, sẽ bắt trọn ổ hết các người. Cái đó gọi là quăng thịt ra để dụ chó. Có phải vậy không sư phụ? Phải, đúng lắm. Hắc Thanh Hoa, xem là chúng ta phải tính cho thật kỹ càng mới được. Biết rõ núi có cọp, nhất định là hổ sơn hành, đó mới là anh hùng bản sắc. Bây giờ đối thủ đã chịu bỏ cây đờn ra, không lẽ chúng ta không có cả gan đi giật về hay sao? Quỷ thánh, chúng ta lập tức khởi hành. Sự việc không phải là tầm thường, chúng ta không thể nông nổi hành động. Lão liệt quả, nhà ngươi nghĩ sao? Xin lỗi nhà lão tiền bối, sư phụ của ta tuổi tác đã về già, không cần thiết thì sẽ không bao giờ động đau động thương. Lão tiền bối nếu muốn giật đờn thì tự nhiên. Sư phụ, đệ tử nói như vậy có đúng hay không? Đúng, người nói không sai. Ai cũng là những kẻ nhu nhược cả. Wow, sư phụ à, tới lùi vội vã, xem ra chúng ta cũng tới giờ cáo từ rồi. Được, chúng ta nói với lão quỷ. Lão liệt quả, không tiện đâu. Sư phụ, con nghĩ là hắn đã giận sư phụ rồi đó. Người làm cho ta giận thì đúng hơn. Đi. Lần à, con đã gây họa rồi, bây giờ tính sao đi? Chà, khỏi cần phải hồi hộp đâu. Chuyến tiêu này con cảm thấy được lắm. Người ta không dám nhận, không lẽ cha không có lòng tin với con? Giang hồ hiểm ác, con có biết không? Cây đờn đó đã mang tới biết bao nhiêu máu tanh tới cho Võ Lâm, sanh linh đồ thắng. Không lẽ lần này là mang vận may tới sao? Con đã nhận chuyến tiêu này, giống như là con đã bước chân vào con đường không bao giờ có lối trở lại. Chà, bây giờ tính sao hả? Con không thấy bây giờ cha đang suy nghĩ sao? Tới ngay. Quỷ, sư phụ. Ê, lần nào tôi cũng tới trễ, lần này ăn cơm mới không tới sớm được sao? Sư phụ, lần này là tới trễ nữa rồi, không tới sớm chút nào hết. Các người là ăn no rồi à? Cha đây phụ sư phụ con rồi đó, đặt tên cho nhà ngươi là Trì Lai, không có lần nào không tới trễ. Lữ Huỳnh, gần đây đệ đã thấy một người đàn bà giết người rất là hung tàn. Hôm đó đệ đang ngủ trên cây đó, nhưng mà đệ đã nghe được có tiếng đuổi giết. Lúc mà đệ tỉnh trở lại thì... Đừng có chạy, đừng lại, đứng lại, đứng lại, nhớ đi, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đừng có chạy nha, đứng lại, gặp nó, đứng lại.
Trời ơi, ê, thiệt là giỏi cho thiên long bát âm ha, thiệt là quá dễ sợ đi. Ây, thiên ma cầm tái xuất giang hồ, quả kiếp của võ lâm năm xưa, lịch sử và tái diễn nữa. Cho nên để hôm nay tới đây để báo cho Quỳnh biết, đừng bao giờ tiết lộ thân thế của Lữ Lân ha. Rủi ro mà thố lộ rồi. Ê, Quỳnh cũng biết con người của Lữ Lân ở thế nào rồi chứ? Quỳnh biết rõ, Quỳnh càng rõ ràng hơn. Nếu để cho nó biết thiên ma cầm làm cho gia đình nó tan nát, thì nhất định nó trả thù cho cha mẹ. Với võ công của nó bây giờ, hoàn toàn không bao giờ đối phó nổi với lục đại môn phái ta. Cũng không biết là có thể giấu nó được bao lâu. Thơm quá trời. Sư phụ à, đây là tàu hủ thúi mà sư phụ thích ăn nhất đó. Mùi vị ngon thiệt. Nè Lữ Lân ha, qua đây. Đệ tử đã lớn rồi. Nè, bây giờ chủ trì phi hổ tiêu cục. Hãy nhớ kỹ đó. Nếu mà có người nào nhờ giải tiêu thì phải hỏi cho rõ ràng, không phải là cái gì cũng nhận hết, nghe chưa? Những gì không thể nhận, có phải là thiên ma cầm? Giỏi thiệt, giỏi thiệt. Sư phụ đã trễ nữa rồi. Hả? Đã nhận rồi à? Tiền cọc đã nhận luôn rồi, tôi phải nhận mối dùm cho cha tôi. Ê, Lữ Lân, sư phụ biết là tối ngày không ở bên mình con, nhưng mà con phải khôn ngoan chút. Ê, cha của con thiệt là, làm sao mà dạy con đây? Xin lỗi nha, tôi lại nói bậy nữa. Sư phụ à, không nhận cũng đã nhận rồi, bây giờ tính sao? Bây giờ giống như sư phụ bắt đầu ăn ở tàu ổ thúi vậy. Không thích ăn thì thôi, thúi quá đi. Một khi biết ăn á, thì thơm gần chết, trước chết sau cũng chết. Thí mạng cho rồi. Sư phụ à, sư phụ nói gì? Bây giờ sư phụ đi hỏi thăm người nào đã gửi cây đàn, nếu có tin tức là báo với con nghe. Đừng có tới trễ nữa nha. Lần này nhất định cha phải áp tải chung với con. Cha, ngày hôm qua cha mới vừa kim bồn tẩy thủ, không sợ bị người ta nói là cha nói ngược sao? Cha thà để thiên hạ chê cười, cũng không muốn nghe được tin tức bất hạnh của con. Cha, làm gì dữ vậy? Cũng may không có mắc lừa cái tên quỷ già. Con nói đi, đệ tử liệt quả cung không dưới 300, nhưng mà chỉ có băng tuyết thông minh lanh lợi thôi. Có một mình con phải không? Con biết mà. Đối phó với thiên ma cầm hợp sức vô dụng, chỉ còn một mình con nghĩ cách dùng cho sư phụ thôi. Sư phụ muốn sai con đi, phải không? Sai. Sai? Nếu ngồi chờ chết thì phải ra tay trước, giữa đường trận tiêu, làm yên trận sóng gió này. Sai. Sai? Ờ, như vậy thì để con ra mặt cướp tiêu. Nếu có chuyện thì còn con đường để mà xoay sở. Tới lúc đó thì có thể lui, có thể thủ được, mãi mãi đứng ở bất bại chi địa. Nếu đó sai nữa thì con không đoán nữa đâu. Như vậy thì hơi đúng một chút. Bây giờ con đã hiểu rồi. Sư phụ à, con biết phải làm sao. Sư phụ ngủ dậy sẽ có tin mừng ai. Ma cầm. Người muốn gì đây? Sư phụ của ta là liệt quả lão tổ đó. Hóa ra ngươi là đệ tử của liệt quả lão tổ đó. Sao đó hả? Đừng có làm bậy nha. Sư phụ của ta giỏi lắm đó. Ta không phải là sợ sư phụ người. Cuộc hẹn quan trọng của quỷ thánh lần trước, ta còn dám lỡ hẹn kia mà. Ông là Đông Phương Bạch. Phải gọi là Đông Phương Bạch lão tiền bối mới đúng. Trả lại ngươi. Sao hắn trẻ quá vậy? Hắn đã luyện võ công gì?
cuộc gặp mặt này nhà ngươi sẽ nhớ ta suốt đời. Ai mà thèm nhớ ngươi, chỉ sợ là đêm nay phải gặp ác mộng thôi. À, Lữ tổng tiêu đầu tới rồi hả? Ha, à, đi đường xa chắc là mệt mỏi. Nè, mời ngồi. Xin hỏi muốn ăn gì? Tiểu nhị, cho hai bình trà nóng. Dạ được. Chà, lâu lắm không đi, có phải mệt lắm không? Ừ. Đây, trà nóng đi. Trà đây ngon lắm. Chà đã khen rồi thì phải thử trước mới được. Nè, uống trà đi. Coi chừng những người phía sau. Mặc kệ bọn chúng, đừng cơ ứng biến. Thừa lúc mấy người chưa đến, tiên hạ thủ di cường. Được, ra tay. Chạy mặt. Chạy mặt. Vậy mà cũng đòi ra chốn giang hồ. Cha, cha giỏi thiệt. Lão giang hồ thật sự là lão giang hồ, nhìn là thấy rõ. Cái đó không ăn thua gì đâu. Thời gian tới sẽ còn hung hiểm gấp trăm lần. Hey, thôi đừng nói nhiều nữa. Uống trà xong lên đường. Chà, có sát khí. Đã tới rồi. Chà, có cần ra tay không? Hổ đằng. Để chạy Yểm Trợ con chạy trước đi. Hai ngày sau gặp mặt ở tại khách sạn Thu Lý Ba. Con phải Yểm Trợ cho cha mới đúng chứ. Con đừng quên, bây giờ con là Áp Tể Tiêu hay là cha đây? Hai ngày sau nếu không gặp cha thì hãy lập tức mang đầu tới phố Hoàng Tổng. Chạy mau đi. Nhà ngươi muốn gì? Ta cho nhà ngươi thấy rõ đạo pháp của nhà họ Lữ. Đừng nha, đừng giết ta. Nếu giết ta, cha ta là Hoàng Tốn nhất định không sai ngươi đâu. Ngươi đừng giết ta mà. Vậy nói cho cha ngươi biết, ta nhất định giao đơn tại phủ Hoàng Tốn. Khỏi cần ngươi tới giật. Bây giờ ta đếm từ 1 tới 10. Ngươi lập tức biến trong khuất mắt ta. 1, 2. Ta về báo cho cha ta biết. Đưa người tới đây thanh toán với người. Người là ai? Là ta. Người là gì? Nhà người là ai? Cha ta là Hàng Tốn. Ta là Hàng Bình. Hãy để Thiên Ma Cầm lại, lão nương sẽ tha chết cho ngươi. Nhưng ngươi nói để lại sao? Lấy bản lĩnh gì? Ta là độc thủ La Sát, Hách Thanh Hoàng. Thì ra giang hồ đã đồn là
võ công tầm thường nhưng lại lẫn lơ dâm đảng, nổi tiếng độc thủ La Sát Hách Thanh Hoa chính là bà. Quả nhiên gặp mà không có bằng nghe tên. Dâm đảng thiệt đó. Tới đây. Người bạn nhỏ có giỏi thì lên đây lấy đi. Huy, trả cái đàn lại cho ta. Lên đây đi. Cảm ơn anh Hồng ra tay giúp đỡ. Người đàn bà này giao cho người đó. Hắn ta tới rồi. À, ai, khách quan, khách quan à, ăn uống hay là tới ở trọ vậy hả? À, nè, nè. Hãy cho ta một căn phòng tốt nhất ở chỗ này. Ta phải nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải lên đường. À, khách quan à, khách quan. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ tiếp đãi một vị khách quý có tiếng tăm thôi. Người nào mà dữ vậy? À, người đó so với thiên hạ đệ nhất Tiêu Lữ Đằng Không thì chỉ có hơn chứ không có thua. Tên là Lữ Lân, Lữ Tổng Tiêu Đầu, nhà ngươi có biết hay không? Dạ, tới rồi. Ơ, à, tới rồi. Ở đâu? Chính là ta Lữ Lân nè. Hả? Người chính là Lữ Lân? Thật kinh, thật kinh. Quả nhiên gặp mặt không bằng nghe tên. À, không phải, nghe tên không bằng gặp mặt hả? À, Lữ Tổng Tiêu Đầu à, ta đã chuẩn bị phòng rồi. Mời. Lữ Tổng Tiêu Đầu ngày hôm nay đã giá quán lầm làm cho Long Đàm khách sạn này của chúng tôi vinh dự nhiều lắm. Ngày hôm nay nhất định là sẽ không làm ăn với những người khác để cho họ khỏi quấy rầy tới ông. Phải cần phải nể mặt ta tới như vậy đâu. À, phải chứ, phải chứ. Ông còn trẻ mà đã làm được tổng đại chủ của thiên hạ đệ nhất tiêu cục. Quả nhiên là lợi hại. Hờ, không biết là lần này ông một mình một ngựa đáp tại cái gì vậy hả? Không có nói được đâu. Ờ, nếu không nói được thì kể như là ta chỉ có hỏi nha. Nhưng mà trước khi đi thì phải nhớ ký tên vào trong bản hiệu của ta đó. Không có sao đâu, tiếp đãi tốt vậy. Mời. Hoàn cảnh khá quá ha. À, phải, được lắm đó. Không nói thì ông không biết đâu. Ở đây ăn trộm nhiều lắm, vì vậy những cái vật quan trọng tốt hơn hết là để cho tôi bảo quản là được rồi. Ôi, nè nè. Xin lỗi nha, để ta bảo quản được rồi. Hả? À, vậy hả? Vậy nghỉ cho khỏe nha. Sao mà cẩn thận quá vậy? Lữ Tổng Tiêu Đầu, vô đi. À, rửa mặt trước đi. Ừ. Rửa xong rồi hả? Ừ. Dạ, để tôi đi chuẩn bị đồ ăn. Ừ. Lữ Tổng Tiêu Đầu à, ăn cơm nè. Lữ Tổng Tiêu Đầu à, xuống đây ăn cơm đi. Lữ Tổng Tiêu Đầu, xuống đây ăn cơm. Hoàn cảnh như vậy mà còn xuống ăn cơm hả? Đi cho tôi. Không được. Danh dự và địa vị đều ở trên mình của ta cả. Wow, ở dưới đông người như vậy mà không sợ à? Người nào vậy? Họ nói tới tẩy trần nhùm cho khách quan. Rõ ràng là họ tới vì danh dự và địa vị của khách quan thôi. Trường hợp nào mà ta chưa từng gặp, một người đánh chín người cũng vậy thôi. Nói thì không phải nói như vậy đâu. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt đâu. Hay là vào trong phòng tính trước thì hay hơn. Khỏi cần phải sợ.
Rồi. Tôi chỉ sợ bể rồi thôi. Nể mặt nhà ngươi thôi. Thì mau mau. Bảo lên. Nè, ngươi thật sự một người đã chính người sao? Chạy đi. Đừng để cho bọn chúng chạy thoát. Lên đi. Lên. Qua, thì là đông người quá. Nha, chuyện gì đó là nhiều hay sao hả? Chạy mau lên đi, mau lên. Mau lên đi, bên này nè. Nhảy qua bển đi, đưa đèn cho tôi. Nè, không xuống đi. Không xuống. Thì là nặng quá. Đưa cái hộp cho ta đi. Hả? Mau lên đưa cái hộp đi. Ồ. Ở đây nè. Nè, yên tâm đi, chỗ này không có ai đâu. Hơi, cảm ơn nhiều nha. Hay không ngờ trong chốn giang hồ còn có những kẻ nghĩa khí giống như nhà người. Không biết luyện võ công gì mà ngực căng phồng như vậy á. Ta gấp muốn đi nè. Anh bạn, hãy giữ giùm cho ta. Biết trước như vậy cho hắn uống thuốc sổ. Quầy có giấy súp không vậy? Hả? Không có. Dùng lá cây đi. Dễ bị chạy lắm. Quầy đi đâu vậy? Muốn chạy? Ồ, chẳng trách gì ngực căng phồng như vậy. Đã lỡ coi rồi thì coi luôn đi. Nè! Ta chưa có thấy người đàn ông nào đe tiện cho liêm sĩ như nhà ngươi vậy. Ngươi muốn làm gì? Nè, thả tôi xuống đi. Thả tôi xuống. Trói luôn cái tay của nhà ngươi. Ta tin nhà ngươi như vậy mà muốn ăn cắp cây đàn của ta hả? Nếu không để ngươi là con gái ta giết chết rồi. Ngươi gian trá thiệt. Hãy thả tôi xuống mau. Được, có thể thả ngươi xuống. Năn nỉ đi. Năn nỉ hả? Còn khuya. Con người của ta đã không có gì tốt hết, chỉ có hơi yếu lòng. Năn nỉ đi. Con người của ta cái gì cũng tốt, tại một cái là không biết năn nỉ người ta. Muốn ta năn nỉ hả? Nhà ngươi đợi kiếp sau đi. Được, xem nhà ngươi chịu đựng tới bao lâu. Nha, thả tôi xuống đi. Nha, năn nỉ ta thả xuống cho. Cứu tôi với. Ngươi đừng có đi nha. Cứu tôi với. Cứu tôi. Năn nỉ hả? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi. Cứu tôi nè. Chị mở miệng năn nỉ rồi à? Đâu phải. Người ta rảnh không có chuyện gì làm, kêu la cầu cứu không được hay sao? Yên tâm đi, cho dù ta chết cũng không năn nỉ nhà ngươi đâu. Đừng có mong mỏi vô ích. Được. Cứng đầu hả? Lần sau năn nỉ tới khô miệng cũng không lo cho nhà ngươi đâu. Hy vọng nhà ngươi bị người ta hiếp dâm. Bên kia có người thắt cổ kìa. Qua coi đi. Ồ, quá ra là con yêu nữ này. Cứu tôi với, cứu tôi với. Lại giả bộ nữa. Cứu tôi với. Người cũng có ngày hôm nay nữa. Đại ca, để cho ăn trước miếng. Đứng đi. Bây giờ người trước hay ta trước đây? Cứu tôi. Nè, đừng có giành mà. Đón được con trúng rồi. Cứu tôi. Tôi gan. Ban ngày ban mặt mà dám chọc ghẹo gái nhà lệnh. Ăn thôi về tới ngươi. Có lầm lẫn hay không? Tại sao lại về trễ quá vậy? Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng à. Lần sau không dám nữa. Năn nỉ ông hãy tha chúng tôi đi. Các người muốn hiểu sao? Muốn năn nỉ hay năn nỉ cô nương bên kia kìa? Dạ phải, dạ phải. Nguyệt qua cô nương. Không phải, không phải. Đàm đại hiệp, lúc nãy tiểu nhân đắc tội, xin đừng trách nha. Ta đáng chết, ta đáng chết. Đàm cô nương à, hãy tha cho chúng tôi đi. Tha cho chúng tôi đi mà. Tha cho người hả? Còn khuya, giết chết tôi nói đi. Tưởng ta là đồ phu hay sao? Người ta đã xin lỗi rồi, hơn nữa tha được thì cứ tha đi. Nè, từ nay đừng để cho ta gặp mặt các ngươi làm chuyện bậy bạ nữa. Nếu như không, ta trở thành đồ phu đó. Đi đi. Đi. Dạ. Đi mau đi. Mau. Tại sao ngươi lại thả cho tụi nó? Thôi bỏ đi. Cẩn thận nha.
là Thiên Ma Cầm mang về trong rồi. Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi, cứu tôi. Còn dám về đây gặp ta hả? Cha, cha đừng có nóng nảy, con thất chức. Ta chết một đứa con không có ăn thua gì. Điều quan trọng nhất là chiếm cho bằng được Thiên Ma Cầm. Thiên Ma Cầm, ta phải chết đứa con có ăn thua gì? Chết đứa con ăn thua gì hả? Chủ nhân dạy thuế, chủ nhân dạy thuế, cha dạy thuế, cha dạy thuế, chủ nhân dạy thuế. Thiên Long Bát Âm, Thiên Long Bát Âm. Wow, bị thương nặng vậy sao? Không cứu thì anh sẽ chết. Sao ngu quá vậy? Cứu được anh nhất thời cũng không cứu được anh cả đời mà. Hay. Nhưng mà ta ngu ngốc vậy cũng vì cứu tôi. Đâu phải, anh đã cứu một người thông minh bằng tuyết như vậy. Như vậy chứng minh là anh ta hoàn toàn không ngu ngốc. Thôi được, đồng nguyện qua phá lại một lần để cứu anh. Nè, anh đã bị trúng âm phong trưởng, để coi em có thể đẩy nó ra ngoài giùm anh hay không. Xin lỗi nha. Hi, cái màn này lâu quá rồi không có sử dụng tới. Tại sao lại bị thương nặng như vậy? Nè, công lực của em hả? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tục ngữ có câu là sống chết có mạng, phú quý do trời. Để tôi coi cái này trước mới được. Để coi Thiên Ma Cầm có cái gì mà dữ vậy? Người làm cái gì đó? Người có biết là nhìn trộm là một điều vô lễ lắm hay không? Tôi mà nhìn trộm hả? Tôi coi mảnh giấy niêm phong này có bị rách hay không thôi. Tôi muốn coi thì cứ hỏi anh ta là có thể coi được rồi. Nếu người có ý định gì với Thiên Ma Cầm, ta sẽ giết chết người. Nếu nhờ người mà có ý đồ gì với Thiên Ma Cầm này thì ta cũng không có tha cho người đâu. Người đừng có tưởng là anh ta ngất xỉu thì muốn làm gì thì làm nha. Nè, ta không sợ nói cho nhà ngươi biết đâu. Hồi nãy ta đã cố gắng hết sức rồi. Ta nghĩ là ta cứu không được thì không có ai có thể cứu được hắn đâu. Nè, ngươi cho anh ta uống cái gì vậy hả? Anh bị thương nặng như vậy đừng có cho ăn đồ bậy bạ đó nha. Rủi ro lát nữa anh ta bị trầm trọng hơn, đần đần độn độn, hậu quả thế nào tôi không có chịu trách nhiệm đó. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, trừ phi là có qua đại thế thế, còn không. Nè, qua. Ây giờ ngươi nhờ, có biết là nhìn trộm người ta là phạm pháp hay không? Ngươi có miệng nói người ta mà không có miệng nói mình hả? Đàn ông mà đi xem đàn ông, bộ nhà ngươi không có hay sao? Hả? Ê, tỉnh rồi. Không ngờ tôi cũng có thể cứu ảnh được ha. Lại là ngươi hả? Hả? Thì ra hai người quen nhau à? Hết chuyện rồi, ngươi nghỉ cho khỏe đi.
người đã cứu tôi. Em cũng có phần đó, nhưng mà anh không cần phải cảm ơn em, vì anh em chúng ta sòng phẳng với nhau, kể như là tôi trả ơn lại cho anh rồi đó. Vì người đó là ai? Nha, anh không sao chứ? Nha. Đời này quan trọng đối với anh như vậy sao? Phải. Nếu mà lỡ tay sẽ mất hết danh dự của thiên hạ đệ nhất tiêu cục. Nhưng mà anh áp tải thiên ma cầm, em không có đi vượt thì có biết bao nhiêu người đi vượt. Anh đã nhận việc này, có cực khổ cỡ nào cũng phải mang tới đó. Là tôn chỉ của Lữ Lăng thôi. Trừ phi tôi chết đi, nếu như không tiêu tài nhân tài, tiêu diệt nhân dòng. Nha, anh đứng cũng không vững làm sao mà mang đi. Ông anh bình tĩnh lại một chút có được hay không hả? Đừng có lúc lắc nữa. Đã nặng như vậy rồi còn thêm cây đờn nữa, người ta cõng người thì là mệt lắm rồi đó, có biết hay không hả? Anh biết là em mệt, nhưng mà không còn cách gì khác mới đành như vậy thôi. Quầy, sao đi hoài không thấy tới vậy? Anh nặng như vậy đương nhiên là phải đi chậm rồi. Em nghĩ chắc không còn bao xa nữa sẽ tới rồi. Có đỡ phần nào không hả? Hình như đỡ lại nhiều lắm rồi. Nè, hay là anh xuống đi bộ đi nha. Chắc qua khỏi ngọn đồi phía trước là sẽ tới rồi. Hơi anh thì là vô dụng quá, đi mấy bước lại nói là tê chân. Tê chân thiệt mà, nếu không thì một mình đi cũng được rồi. Nhưng mà nặng quá à. Tôi dạy coi nha, vừa đi vừa đếm nấc thang như vậy bất cứ cực khổ nào cũng quên hết. Có được không? Thử đi. 3697, 3698, 3699, 3700, 4696, 5666. Nè, càng đếm gần bậy bạ đó nha. 5200. Nè. Hay do người ta mệt quá rồi nè. Anh đi theo cái ngọn núi này xuống tới dưới chân núi là tới Thạch Lý Ba. Ủa. Ôi, chịu hết nổi rồi. Dạ, anh không sao chứ? Tim đập mạnh hơn nữa đầu óc lại choáng váng. Hả? Thôi được, em chịu khó cõng anh lên trển. Làm phiền nha. Ôi. Ây da. Nói thì nói nhờ, tại sao hồi nãy đếm đất thang càng đếm thì càng mệt vậy? Ồ, cái đó là vì bước đi của em không có được chính xác. Thấy em cực khổ như vậy anh cũng cảm thấy ngại lắm. Đừng khách sáo, giúp người là căn bản của hạnh phúc mà. Sư phụ thường dạy em đó, em phải cố gắng mới được. Ui, đúng rồi, bước chân của em bây giờ đã chính xác rồi. Em cảm thấy không vậy? À, phải phải, đỡ hơn một chút. Đỡ hơn một chút rồi, phải không? Đấy, sắp tới, ráng lên nha, ráng lên. Chết cũng không sợ. Ây da, chịu hết nổi rồi. Em cũng mạnh chân dữ ha. Đờn đâu? Đệ tử bất lực, còn chưa có tìm được tông tích của Lữ Lân. Phụ lòng kỳ vọng của sư phụ, mong sư phụ tha thứ. Nhìn sư phụ nè. Ủa sư phụ à, sắc mặt của sư phụ hôm nay thì là tốt. Đừng nói nhiều, nhìn sư phụ nè. Ồ. Ừ. Cặp mắt của con đã nói cho ta biết là con đã động tình rồi. Không phải đâu sư phụ à, con có thể thề. Ê, đừng có thề bậy bạ, trời đánh đó. À, sư phụ có nghe người ta nói là Lữ Đằng Không có người con tên là Lữ Lân, nhân phẩm khá lắm. Phải, anh ta còn thẳng thắn lắm kìa. Hả? Không phải, con nghe người ta nói như vậy thôi. Đủ rồi, đừng nói nhiều nữa. Nhiều người đã vì chữ tình mà làm sai việc. Con không phải là người đầu tiên và cũng không phải là người cuối cùng. Lần này ta bỏ qua. Nguyệt Hoa, ai cũng muốn độc chiếm thiên ma cầm làm của riêng. Con để mất đi một cơ hội thì người ta sẽ có thêm cơ hội. Bây giờ tính sao? Tới Võ Di Sơn. Cảm ơn hai người. Không ngờ Lục Chỉ tiên sinh lại tặng cây đàn này cho ta. Hả? Tại sao lại như vậy? Chúng ta lập tức tới Võ Di Sơn tìm Lục Chỉ tiên sinh hỏi cho rõ vụ này. Nếu như vậy thì tốt nhất. Lữ Đằng Công, ta không để cho con trai của ta bị chết oan đâu. Cẩn thận nhé.
Có chuyện gì? Cô đã làm những chuyện gì? Cô hiểu rõ mà. Em đã làm chuyện gì? Chỉ sao anh xuống núi thôi. Còn gian dối nữa. Nhà ngươi ăn cắp cây đàn của ta, sau đó bỏ cái đầu của con Hàng Tốn vào, giá quà cho ta, thì là đê tiện mà. Em, anh nói cái gì? Anh coi em là người như vậy sao? Liệt quả trưởng. Thế bộ đừng. Quyền, ngươi chưa gì đáng hiếp nó, ta làm sao an tâm để nó lấy ngươi? Không muốn hả? Nhà ngươi nói gì vậy? Ê, ngươi thì là ngu quá đi. Nếu mà nó không thương ngươi hả, nó tha cho ngươi sao? Nếu như cây đờn ở trong tay chúng tôi, thì chúng tôi lên Võ Di Sơn làm gì? Đừng nói nhiều, đi, đi. Đừng có đi nha. Sư phụ, cầm lấy. Sư phụ, đừng có làm vậy. Yên tâm đi, hắn không sao đâu. Đi. Nè, đừng có đi nha. Quỷ già, thả ta xuống. Quỷ già, thả ta xuống, ta đánh như người. Đi. Nè quỷ già, đừng có đi nha, thả ta xuống đi. Quỷ già, đừng có đi nha. Ở đây xảy ra chuyện gì? Tại sao Lục Chỉ tiên sinh lại như vậy? Lữ đàn không, nhà ngươi dở trò gì? Hàng Tốn, ngươi nói vậy nghĩa là gì? Nghĩa là gì hả? Nhà ngươi đã giết chết con trai của ta, giá quả cho Lục Chỉ. Ngươi giết Lục Chỉ tiên sinh trước, đưa ta tới đây, chết không đổi chứng. Ngươi thật là độc ác. Ngươi thật là ngậm máu của ngươi. Vậy nhà ngươi muốn gì? Đừng ô. Hai ngươi muốn làm trò gì đây? Sao lại tới Võ Di Sơn? Tôi mang Thiên Ba Cầm tới cho hắn. Nào ngờ vừa mở ra. Hà Tốn, ngươi... Quê, có lầm lẫn hay không? Tại sao lại ám hại người ta như vậy? Không mắc mới tới cô, không lẽ cô chủ trì vụ này? Quê, nói vậy tức là ta là người đứng sau lưng chủ trì à? Ngươi đừng nói bậy nha. Chính ta nghe rõ ràng Lữ Đần không nói mang đờn tới cho ngươi rồi. Vậy cậu chối là cây đờn không có nơi ngươi? À, ta biết rồi, có lẽ nhà ngươi... Hàng Tốn, trao cây đàn ra đi. Muốn nuốt một mình hả? Không có dễ dàng đâu. Nếu ta muốn chiếm một mình thì các ngươi làm gì? Nhà ngươi nói cái gì? Các ngươi đừng có ồn. Các ngươi càng nghi ngờ lẫn nhau thì càng trúng cam bẫy của kẻ khác. Ngươi bày ra cái cục này nhất định là phải trên hắn. Ai đó, ra đây mau. Ngươi lại. Các ngươi đã tới đủ chưa? Tại sao ngươi lại tới Võ Di Sơn? Thật ra nhà ngươi là ai? Tại sao Thiên Ma Cầm lại rơi vào tay của nhà ngươi? Con trai của ta có phải là do nhà ngươi giết không? Thiên Ma Cầm hiền, quần xú sắc biến, độc thủ nghiệp đại Nguyễn Thanh Thiền, nhân gian chánh đạo thì tan thương, bát âm tái hiện, thiên hạ đại biến, thử hữu ca khóc động địa, ai nộ hướng đao, quần tìm tiểu tịnh. Đưa cái đàn cho ta. Đừng có ép ta. Hãy trao cái đàn ra đây. Anh đừng có ép ta. Trao đàn ra, nếu không ta giết nhà ngươi. Mau đưa cái đàn cho ta. Đưa cái đàn cho ta. Các người đã biết rõ ta là ai rồi chứ? Cô còn nhớ không? Cô có một đứa em trai hay không? Ta sẽ trả thù cho con trai của ta. Cha, cha, hả? Cha, cha, người nào đã hại cha như vậy? Người nào? Cô ta là cha, cha.
Cha, cha đừng chết nha cha. Cha. Cha, con Bác Hiếu đã làm cho cha không có được an hưởng tuổi già, lại làm cho cha phải chết nơi xứ lạ. Cha yên tâm, con nhất định sẽ giết tên nữ ma đầu, mang đầu cô ấy về để mà tế mộ cha. Cô tới đây làm gì? Không, em nghĩ là anh đã hiểu lầm rồi. Chính mắt em đã nhìn thấy hàng tốt đám hại cha của anh. Bây giờ hắn cũng đã chết rồi, anh đừng có đi chọc nữ ma đầu kia nữa. Không cần biết, không phải là cổ thì chúng ta không có mang đạn tới núi võ gì, thì cha cô ta khỏi bị chết. Còn cô nữa, ít nhiều gì cô cũng phải chịu trách nhiệm mới được. Sao lại ngang tàng quá vậy? Phải rồi, ta ngang tàng đó, làm sao hả? Cô hãy đi chỗ khác, nếu như không ta không khách sáo đâu. Bây giờ em biết là anh đang bực ở trong người, sau này sẽ tới tìm anh. Được, có bao xa thì đi bấy xa, từ nay không muốn gặp mặt cô nữa. Được, anh nói đó nha, đừng có hối hận. Tao hối hận? Hối hận đã quen biết được nhà ngươi. Lâm à, sư phụ lại tới trễ nữa rồi. Ai chết vậy hả? Sư phụ, cha của con đã chết rồi. Lữ Huỳnh, tôi thiệt có lỗi với Huỳnh quá. Lữ Lâm, an tâm đi, sư phụ nhất định trả thù cho cha con. Được, chúng ta lập tức đi tìm tên nữ ma đầu. Khoan đã, sư phụ chỉ có thể đưa tin thôi, chứ không thể giúp con giết người đâu. Đừng làm bậy nha. Bây giờ sư phụ đi điều tra giùm con, coi thử con nữ ma đầu ở đâu. Sư phụ, hãy đưa con đi nữa. Sư phụ sẽ về ngay. Trước sau thì ta cũng nghĩ là chúng ta dùng cái phương pháp 16 năm về trước hợp sức với nhau, đó mới là thượng sách. Vào cái lúc này nếu mà còn thay lòng đổi dạ thì sẽ bị thiệt hại giống như lúc ở Võ Di Sơn vậy. Nói chơi, nếu mà chúng ta không hợp sức thì tới đây làm gì? Vấn đề là thành ý của mỗi người được bao nhiêu. Nếu như nói một đường làm một nẻo vì tư lợi riêng tư cá nhân, và như vậy sẽ không còn ý nghĩa gì hết. Bởi vì thiên ma cầm ở trong tay cô ấy, chúng ta khó mà đối phó được. Thôi, chúng ta triệu tập tất cả võ lâm tập hợp đến đây để mà đối phó con nữ ma đầu, tiêu diệt thiên ma cầm. Thật là nực cười. Nhà ngươi nói triệu tập là triệu tập à? Ngươi tưởng mình là võ lâm minh chúa hay sao? Cô nói không sai, võ lâm minh chúa thật sự xuất hiện ở chỗ này. Đoán thử xem tới lúc đó chúng ta sẽ như thế nào. Đông Phương Bạch tới chân này vẫn chưa xuất hiện, không biết hắn có điều gì bất chắc không. Thật sự không ngờ, cô ấy chính là kẻ sống sót của nhà họ Huỳnh năm xưa. Ta đã giao đấu với cô ấy, nhất định võ công của cổ trên hẳn chúng ta. Vậy phải làm sao? Nhà ngươi lúc nãy có nói, hãy mang thành ý ra, đừng có nói một đường làm một nẻo. Chúng ta hãy tìm cách, không bao giờ ngồi đây chịu chết đâu. Quỷ Thánh, nhà ngươi nói câu này giống người nói. Chúng ta nhất định phải tìm cách đối phó cô ấy, không thể nào ngồi chờ chết được. Đừng nói nhiều nữa, nói bằng miệng vô ích thôi. Trích quyết ăn thề. Nè, để tao uống nước. Tối ngày cứ chém chém giết giết gì kia đần. Không lẽ ngày xưa các người giết ở gia đình người ta lại dẫn như vậy cái chuyện đó hay sao? Võ Lâm Minh Chủ đối với các người lại quan trọng tới như vậy sao? Ê, Nguyệt Hoa, con nói không đúng hay sao sư phụ? Con nói chuyện với sư phụ vậy hả? Cái này gọi là dạy đệ tử xong, không còn sư phụ. Đó là việc nhà của ta, uống máu đi. Ta không có mắt nhìn các người. Ê, Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa, con nhỏ này được nuông chiều quá độ. Ta xin cáo từ. Đừng có nuốt lời nha. Cha ạ, con đã điều tra ra được tung tích của thiên ma cầm rồi. Thiệt là vô dụng. Tại sao là cũng nói trước, để cha này uống mất một giọt máu. Đừng có nói nữa. Nói vậy là nghĩa gì? Nói như vậy có nghĩa là ta cưới. Thật hay giả con đều không có lấy chồng? Giả dối thôi, nói hoài mà con không chịu hiểu. Cho dù con chịu, ta cũng không chịu đâu. Thật hay giả, Nguyệt Hoa cũng không lấy chồng. Suốt đời này Nguyệt Hoa sẽ hầu hạ ở bên cạnh của sư phụ. Hey, bộ kêu hắn ăn đời ở kiếp với con hay sao? Nè, một khi mà thành hôn rồi á, thì hắn sẽ giúp sư phụ tranh đoạt thiên ma cầm, sau đó thì dâng cái cầm cho ta. Đến chừng đó sư phụ sẽ giết chết hắn và trở thành võ lâm minh chúa. Đến chừng đó thì con có thể tự do rồi. Chuyện này có thành công hay không là tùy con đó. Con không biết, con không biết đâu. Kêu con chung gối với hắn thì để con chết phước đi cho rồi. Nguyệt Hoa, đệ tử của sư phụ. Sư phụ? Sư phụ biết, vậy là thiệt thòi cho con. Nhưng mà nếu như có biện pháp gì hay hơn nữa thì sư phụ đâu có nhẫn tâm chứ. Nguyệt Hoa, con coi như là đền đáp cho sư phụ cũng được.
hay là vì tất cả đệ tử của Liệt Quả Cung cũng được. Nguyệt Hoa, con hứa với sư phụ đi. Hả? Sư phụ đã trích quyết ân thề với người ta rồi, đừng có buộc con làm như vậy nhờ, có được không? Sư phụ biết con đã thương Lữ Lân. Không phải. Nếu nó thật sự thương con thì không ngại con làm những điều gì. Còn nếu như không thương thì có làm gì cũng vô dụng thôi. Nếu như hắn vì chuyện này mà chán chê con thì ta sẽ giết hắn. Đừng nghe sư phụ, không phải là lỗi của ảnh đâu, đừng có làm bậy nha. Nếu đã gọi sư phụ thì hứa với sư phụ đi. Cái gì cũng có thể hứa, nhưng mà chuyện đó thì không được. Nguyệt Hoa, sư phụ thì lấy ích kỷ, tối ngày cứ lợi dụng con. Nguyệt Hoa, sư phụ xin lỗi nha, những điều sư phụ làm cho con không thể chấp nhận được, vì vậy con quyết định rời xa sư phụ. Nữ ma đâu? Người ở chỗ nào? Ta sẽ bầm thay nhà ngươi ra làm trăm mảnh. Chà, cũng tại cái tật hảo thắng của con. Chà, chà nói đúng lắm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân. Con nhất định sẽ trả thù cho cha, con nhất định. Con nhất định sẽ trả thù cho cha. Trả thù cho cha. Ai đó? Cô là ai? Chị là chị của em. Thật ra cô là ai? Chị là chị của em đi. Thì ra là cô hả? Lữ Lân cô xưa nay chưa bao giờ giết đàn bà, ngày hôm nay sẽ phá giới. Em còn nhớ cái này hay không? Hãy nhớ cho kỹ đi. Hồi nhỏ em thích chơi cái này lắm. Ta không biết những người đang nói gì nữa. Buông tay, nữ ma đầu, hãy buông tay ra. Buông ra. Buông tay đi. Em có sao không? Đừng có giả tự vi nữa. Ta và ngươi không thù không quán, tại sao giết chết cha của ta? Chị không giết chết cha của em. Người đó không phải là cha của em đâu. Cha của em tên là Huỳnh Đông, em tên là Huỳnh Lân. Còn nói vậy nữa, ta phải giết chết tên ma đầu này. Chị biết chị không có cách gì chứng minh thân phận của chị, cho dù chị có nói gì đi nữa em cũng không có chấp nhận đâu. Nữ ma đầu, hãy về đây. Có giỡn thì đừng có chạy. Trở về đây. Cho dù ngươi chạy tới chân trời góc biển, ta cũng phải giết chết nhà ngươi để trả thù cho cha của ta. Có giỡn thì đừng có đi. Ta nhất định phải tìm cho được nhà ngươi. Con điên rồi sao? Sư phụ mà không dám đánh. Sư phụ tới trễ nữa rồi. Con nữ ma đầu đã bỏ chạy rồi. Bắt trước người ta mượn rượu giải sầu à? Nữ ma đầu ở đó thật là chị của con. Đồ ngu. Sư phụ, cả sư phụ cũng gạt con nữa à? Nữ ma đầu kia mang lợi gì cho sư phụ? Nói cái gì đây? Ngươi coi sư phụ là cái gì? Xuống dưới sông mà tắm tình tỉnh đi. Nữ ma đầu, hãy trở về đây. Ngươi đừng có đi nha. Trở về đây. Ta đã làm sai điều gì? Tại sao người thân duy nhất của ta cũng không chịu tha thứ cho ta? Tại sao? Sư phụ, nếu sư phụ chỉ nói rõ thân thế của con ra trước thì đâu có xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy. Sư phụ là Tri Lai đại sư, lần nào cũng tới trễ, nhưng mà lần này con đã trách làm người rồi. Tuy nhiên sư phụ rất hiểu con, nếu không phải là chị của con á thì thân thế đời này của con là một nghi vấn. Chuyện là như vậy nè, năm xưa khi sư phụ tới cứu các người, chị thấy thi hài khắp nơi. Sư phụ nghĩ cha mẹ của con đã giữ nhiều lành ít rồi. Trời, tới trễ một bước. Cha,
tưởng là nhà Quỳnh chỉ còn lại mình con thôi, thì ra chị của con vẫn còn sống trên đời này. Nè, đừng khóc nữa nha. Sư phụ đã đưa con về, rồi sau đó mới đưa con tới Phi Hổ Tiêu Cột. Sư phụ, bỗng nhiên sư phụ nói cho đệ tử biết, nếu mà sư phụ là con cũng chịu không nổi đâu. Hey, sư phụ chẳng qua chỉ muốn phân tích cho con rõ người nào là người thân của con, ai là kẻ thù của con. Hey, một mình ăn hết không nghĩ tới sư phụ à? Nè, trả lại nè. Khỏi cần, sư phụ đã có chuẩn bị trước rồi. Ở nè. Ngay cả tàu hủ thúi cũng mang tới nè, có lầm lẫn không đây? Ê, có sát khí, núp trước đi. Quỷ thánh thành linh. Wow, xảy ra chuyện gì vậy? Nè, theo sư phụ. Đi đâu hết rồi? Theo sư phụ thì đệ tử cũng trễ luôn. Nếu biết trước như vậy thì cũng nhau vô một lượt. Ê, sư phụ hối hận nói thân thế cho con biết. Tối ngày cứ đòi trả thù không à, suốt đời sẽ đau khổ mãi mãi á, không ngủ được đâu. Sư phụ biết bao nhiêu là ưu điểm, nhưng mà con không học được cái nào hết. Vậy bây giờ phải làm sao? Ai biết làm sao chứ. Sư phụ, bây giờ sư phụ đi đâu vậy? Chia nhau đi săn tên. Quỷ thánh, nhà ngươi chạy không có thoát đâu. Không phải là ta chạy không thoát, mà ngươi đút đầu vào chỗ chết thôi. Không biết trời cao đất rộng, ngươi tưởng ngươi có tiên ma cầm trong tay là có thể xưng bá võ lâm? Bây giờ cái đàn trong tay của ta không bản lãnh thì tới giật đi. Thiên ma cầm ở trong tay, người nào có thể đấu lại ta đây? Con trai của ta không chết oan ức đâu. Võ Lâm Chí Tôn thuộc về ta. Thân phận của người thấp, nội công của ta cao. Ngày hôm nay ta cho nhà người chết với thiên ma cầm. Tại sao lại như vậy? Quỷ thánh, nhà ngươi không biết lượng sức mình. Thiên ma cầm không phải đơn giản giống như ngươi nghĩ đâu. Thật ra tại thân phận của ngươi thấp, bây giờ hãy chống tay mà nghe đây. Chị à, thôi đi, đừng có đuổi thêm nữa. Bây giờ chị em của chúng ta gặp mặt lại, chuyện ở trong giang hồ bỏ qua hết đi. Ngày hôm nay chị em chúng ta gặp mặt nhau thì phải trả thù cho cha mẹ, diệt trừ bọn chúng.
ngày hôm nay chị giết họ thì con cháu của họ sau này sẽ tìm chị để mà trả thù. Quan quan tương báo tới bao giờ? Bọn chúng muốn lấy cây đàn thôi, cứ giao cho họ đi. Em thật là ấu trĩ. Cho dù chị có trao cầm ra đi nữa thì bọn chúng vẫn muốn giết chị như thường. Người ở trong giang hồ không thể nào tin được. Không bao giờ. Không lẽ người ở trong giang hồ không có ai nói lý lẽ hay sao? Những người nói lý lẽ còn tồn tại ở trong giang hồ hay sao? Chị à, em đã mất đi nghĩa phụ rồi. Em không muốn mất luôn chị nữa. Nhà họ Quỳnh không còn chị thì ít ra cũng còn em. Chị à, chị. Ông chủ à, coi có nói lại được hay không? Đây là một thành đầu tốt, nhưng mà cần phải có thời gian. Tên này gian trá quá. Bao lâu hả? Ta nghĩ phải một ngày. Được, xem những người đại bao nhiêu. Một tiếng đồng hồ sau. Tại sao không làm ngay đi? Không kéo ống thổi thì làm sao ta làm được chứ? Nè em à, không phụ một tay thì làm sao tao làm nhanh được. Ê, sao mới nhà của tao vậy? Làm ăn như vậy dẹp tiệm đó chưa? Đồ trời đánh, bộ tưởng có tiền là con sao? Đang cướp đi. Ta không chết dễ dàng vậy đâu. Chỉ là một con nhỏ miệng còn hôi sữa mà đối phó được ta hay sao? Xin lỗi các hạ, có phải là Đông Phương Bạch? Ngươi dám xông vào cấm địa của ta, ngươi không chờ chết sao? Lần này ta có chuyện muốn tìm nhà ngươi để bàn bạc. Nếu ngươi muốn ta giết chết ngươi thì cho ngươi tội nguyện không thành vấn đề. Giang hồ đã tôn xưng ngươi là Võ Lâm Minh Chúa, ta nghĩ chắc những người phải nói lý lẽ chứ. Đừng có bỡ đít, có chuyện gì muốn bàn với ta đây, nói đi. Ta hy vọng các ngươi đừng có đuổi giết người đời sau của Quỳnh Đông nữa. Cô ấy là một công địch của Võ Lâm, dùng thiên ma cầm giết bao nhiêu người. Ta là Võ Lâm Minh Chủ, không thể nào chấp tay đứng nhìn. Nếu cô chịu trao đàn ra cho ông thì ông có chịu tha không? Cầm đương nhiên là ta phải lấy, nhưng mà người ta cũng phải giết luôn. Với địa vị giang hồ như vậy hoàn toàn không có phong độ, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Nếu không có phong độ, với cái tên vô danh tiểu tốt xông vào cấm địa của ta, nói trước mặt của ta nhiều lời như vậy thì ngươi đã mất mạng từ lâu rồi. Chuyện của ta nói rất đúng, trên giang hồ không có người nào nói lý cả. Chị của nhà người thật ra là ai? Yeah.
Cẩn thận nha, hắn rất là giàn ác. Năm xưa vợ chồng của Huỳnh Đông đồng thời tuấn tình, chỉ còn hai trẻ sống sót như các người. Không ngờ hai người lại tới đây để chịu chết. Ta nghĩ là nhà họ Huỳnh muốn không tuyệt hậu cũng khó đó. Muốn lấy đời muốn giết người, bây giờ cả đời nhà người đều ở đây, để coi nhà người làm sao. Tên cầm thú kia, ngày hôm nay ta làm đám giỗ cho nhà ngươi. Thiên Ma Cầm, trước sau gì cũng của ta. Chị đừng có như vậy mà. Ta sẽ diệt trừ tên phản đồ này dùng cho Thiên Long Phái. Em phải nhớ kỹ, nhớ kỹ, ở trên giang hồ mình không giết người thì người giết mình. Chị à, chị hãy trở lại đi. Thiên Ma Cầm di hại giang hồ, thảm sát vô tội, tế thiên hành đạo, không còn chậm trễ nữa. Ta Đồng Phương Bạch hy vọng các đồng đạo, những người chánh nghĩa tạm thời bỏ qua sự phân biệt các môn phái, đồng tâm hiệp lực tiêu diệt Thiên Ma Cầm làm trách nhiệm của mình. Đại môn phái đều tới đủ, tại sao còn chưa thấy Đông Phương Bạch? Hắn là người đứng ra triệu tập mà, tới giờ này còn không thấy tung tích, rõ ràng là khinh thường chúng ta. Ngày đầu tiên quen với hắn sao? Con người của hắn à, khi mà có chuyện như con rùa rút đầu, không có chuyện thì đứng ra làm võ lâm minh chủ. Không cần đợi hắn nữa, cùng lắm thì ta vỗ ngực chủ trì đại cuộc lần này, các người không có ý kiến chứ? Các vị, Thiên Ma Cầm di hại giang hồ ai cũng rõ ràng. Hôm nay mời mọi người tới đây đồng tâm hiệp lực đối phó Thiên Ma Cầm. Nếu như người nào giết được nữ ma đầu thì người đó sẽ trở thành võ lâm minh chủ. Các người đồng ý không? Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý! Hả? Đồng Phương Bạch. Phương Bạch. Có phải các người định tiêu diệt Thiên Ma Cầm không? Nhà ngươi thông minh đó, nhưng mà đừng nói nhiều. Thiên Ma Cầm. Ta không những tiêu diệt Thiên Ma Cầm mà còn tiêu diệt ngươi luôn. Thiên Ma Cầm lợi hại quá, chạy mau đi, chạy mau, chạy mau, chạy mau đi. Giữ võ công của các người à? Thật là vọng tưởng. Nếu như mọi người còn do dự thì sẽ chuốc lấy diệt vong. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực thì sẽ có cơ hội đối phó với Thiên Ma Cầm. Được, hôm nay ta sẽ cho máu nhuộm võ lâm, không có ai thoát được đâu. Mọi người đừng có sợ, Thiên Ma Cầm không ăn thua gì đâu. Quỷ thánh ta đã tuân thọ giáo, hơn nữa con A đầu kia cho dù có bản lãnh tay trời đi nữa cũng không thể nào hơn cả võ lâm chúng ta đâu. Lên!
trong phòng trưởng. Thiên Ma Cầm, chỉ đơn giản như vậy hay sao? Người đã trúng bắt âm xuyên tâm của Thiên Ma Cầm, trong vòng 8 bước nhà ngươi sẽ tan xương nát thịt. Bây giờ nhà ngươi chỉ còn 2 bước thôi. Chớ tới nơi mà còn phách lối vậy. Được, ta đi thêm 100 bước nữa cho nhà ngươi xem. Lão liệt quả, Hắc Thanh Hoa, ta biết các người chưa có chết đâu, đừng có lẩn trốn nữa. Thiên Ma Cầm đang ở đây nè, cô dở ra lấy đi. Dương lôi điện cổ. Liệt quả, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hắn đã bị thương nguyên khí, chúng ta hợp sức tấn công đi. Đi. Đừng sợ, hắn không biết Thiên Ma Cầm đâu. Hắn Thanh Hoa, lên trước đi, ta yểm trợ cho, nhanh lên. Đừng cử động, chúng ta đã bị trúng đoạt mạng thiên quyền của Thiên Ma Cầm. Cô đừng giận công nha, nếu giận công sẽ bị chết ngay đó. Lão Liệt Quả, võ công nhà ngươi không đủ tầm hậu, ta không ngồi chờ chết đâu. Anh nói thật cho sư phụ đi, sư phụ đã bị phế võ công rồi. Nguyệt Quả, sư phụ. Chị à, chị không sao chứ hả? Chị không sao chứ? Chị à, chị không sao chứ? Chị à, chị. Là em. Sư phụ, sư phụ thấy thế nào hả? Sư phụ, hả? Lân à, Lân, Lân à, Lân, Lân à, người chết rồi sao? Lân, tại sao mà lúc nào ta cũng tới trễ hết vậy hả?